Nhận định bóng đá Thái Lan với Indonesia, 23 giờ 45 phút ngày 3 tháng 6, Thái Lan sẽ có trận đấu với đối thủ Indonesia trên sân An Baktohum Stadium trong khuôn khổ vòng loại WC. Đây là cơ hội để thầy trò huấn luyện viên Akira Nishino giành trọn vẹn 3 điểm. Cập nhật thông tin trước trận đấu, tỷ lệ kèo. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đoàn quân của huấn luyện viên Akira Nishino đang có phong độ thi đấu thiếu ổn định trong thời gian gần đây khi mà tuyển Thái Lan đã không giành được chiến thắng nào sau 4 trận đấu gần nhất. Trong trận đấu gần nhất của Thái Lan, các học trò của huấn luyện viên Akira Nishino đã chỉ có được một trận hòa trước đối thủ Tajikistan trong một trận giao hữu, mặc dù đang thi đấu không thực sự ấn tượng trong thời gian gần đây. Tuy nhiên, thầy trò Akira Nishino, khi mà đội tuyển Thái Lan đang có được thành tích đối đầu khá ấn tượng trước các cầu thủ Indonesia trước đó, minh chứng là trong 5 lần chạm trán gần nhất với Indo, các cầu thủ Thái Lan đã giành tới 4 chiến thắng. Trong khi đó, đoàn quân của huấn luyện viên Shin Tae-yong đang thi đấu vô cùng thất vọng trong thời gian gần đây khi mà Indonesia đã phải nhận thất bại trong 5 trận đấu gần nhất. Với phong độ thi đấu tệ hại trong thời gian gần đây, phải chạm trán với Thái Lan sẽ là một thử thách vô cùng khó khăn đối với thầy trò Shin Tae-yong. Soi kèo tài xỉu. Theo thống kê, những trận đấu gần nhất của hai đội đang có tỷ lệ nổ tài cao hơn. Cụ thể với kèo tài xỉu 3, có 4 trong 5 trận đấu gần nhất của Indonesia đã nổ tài. Thêm vào đó, trong trận đấu gần nhất của đội tuyển Thái Lan cũng đã nổ tài. Do đó, các chuyên gia dự đoán khả năng trận đấu này sẽ nổ tài là khá cao.